Rồi, ngồi ghế nha. Mời hai bạn mở mặt nạ ra. Chào hai bạn. Chào chị Cát Tường và chào bạn. Em tên là Trần Viết Cường, là hiện đang làm kỹ sư xây dựng và em đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Kỹ sư xây dựng là mình ngồi làm việc văn phòng, dạ, hay là mình đi ra hiện trường? Thường một năm em sẽ 90% thời gian là em làm ở văn phòng và khoảng 10% thời gian mình ra công trường để mình kiểm tra các nhà thầu hoặc là đối tác. Công việc này mình làm lâu chưa? Dạ cũng được 5 năm rồi chị. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ năm nay em 33 tuổi. 33 tuổi. Rồi, mời bạn gái. Dạ, em chào chị Cát Tường và chào bạn bên đó. Em tên là Ngô Thị Nguyệt, em đến từ Quảng Ngãi. Năm nay em 34 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng. Ngoài ra thì em có kinh doanh thêm các mặt hàng về mỹ phẩm á chị. Kinh doanh ở đâu em? Kinh doanh online. À, kinh doanh online thêm mỹ phẩm. Dạo này nghề này lên hương lắm, làm nghề này dư tiền nhiều lắm. Có bao giờ ra Quảng Ngãi chơi chưa? Chưa có cơ hội, nhưng mà em cũng nghe Quảng Ngãi có những thứ rất là nổi tiếng như là tỏi cô đơn. Ồ, phải không em? Đúng không em? Dạ. Tỏi Lý Sơn của Quảng Ngãi đúng không em? Trước em làm cái công việc kỹ sư xây dựng này mới 5 năm vậy, trước đây em làm gì? Lúc đó thì em vừa tốt nghiệp đại học bên ngành địa chất, nhưng mà lúc đó nó bị cái khủng hoảng kinh tế năm 2008 á, nên rất là khó khăn kiếm việc làm. Thì sau đó em quay lại trường, em tiếp tục học thêm xây dựng. Học thêm xây dựng là học sao? Học dạ, tức là tại vì hồi đó trường Bách Khoa nó có chương trình nối tiếp, tức là mình học xong chương trình bên trong đại học rồi. Dạ, trong một chương trình khác nó có, thí dụ như mình đã học những môn đó rồi, thì cái chương trình đào tạo của cái xây dựng nếu mà nó có những môn đã học rồi thì nó không phải học nữa, nó chỉ cần học những môn chuyên sâu thôi. Rồi học ở đâu? Vẫn học trong trường đó luôn? Dạ, vẫn học Bách Khoa. Mấy năm nữa? Dạ khoảng 3-4 năm. Rồi là ra là đi làm luôn 5 năm tới giờ luôn. Dạ. Ok. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em trong công việc là gì? Dạ điểm mạnh thì nói chung là công việc thì em khá là siêng. Em có thể em làm đến khuya hoặc đến sáng cũng được. Đó cũng là cái công việc mà bình thường ở công ty, nhưng mà em đã đặt mục tiêu ra rồi thì em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhất có thể. Có một cái em không biết là ưu điểm hay nhược điểm, đó là cũng khá là cầu toàn. Em thường em sẽ chọn những cái giải pháp mà nó an toàn nhất có thể. Rồi một cái nữa là em cũng thích tìm hiểu, cũng biết một khá nhiều thông tin trên thế giới, hoặc là những cái địa điểm mà du lịch, hoặc là những cái nơi đó nó có những cái truyền thống văn hóa như thế nào. Đọc trên sách báo hay là mình nghiên cứu, hay là mình đã được đi được tới những nơi nào rồi? Em đọc trên sách báo, cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Ồ, ghê vậy, giỏi tiếng Anh. Dạ, tại công ty của em là công ty của nước ngoài nên nên cái đó thì công giống ty như nước nào? Công ty mẹ thì ở Anh, nhưng mà chi nhánh thì tụi em trực thuộc Hồng Kông. Mình được đi tới đó được lần nào chưa? Dạ, năm ngoái em đã đó 4 tháng làm việc. Ở đâu? Ở bên Hồng Kông. Vậy là coi như là mình cũng có thăng tiến trong công việc, và công việc cũng có cái môi trường để mình đi, đi đây đi đó đúng không? Ở Việt Nam đi nhiều chưa? Dạ, Việt Nam thì em đi Đà Nẵng, Phú Quốc, Đà Lạt, Nha Trang. Ở những trong khu miền Nam này thì em đi khá khá. Nhưng mà em chưa đến Kiên Giang. Sắp tới thẳng tới Quảng Ngãi cho chị. Dạ. Nha. Rồi, còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng. Và em thích nấu ăn, với đọc sách và thích chơi thể thao. Còn điểm yếu là... Chơi thể thao là chơi cái gì? Em tập gym. Cái tưởng có tập gym nữa hả? Tập gym được bao lâu rồi? Dạ cũng mới tập thôi chị. Ra trước ra đây thì câu em lạc bộ tập hay là tự tập ở nhà? Dạ ra câu lạc bộ. Có tinh thần thể thao, giữ gìn sức khỏe. Em có được đi đây đi đó nhiều nơi như anh này không? Dạ em thì đi du lịch chỉ với là mỗi khi cơ quan một năm mới cho đi một lần á chị. Rồi đi chơi với nhóm, nhưng mà em không có đi nhiều, đi những cái địa điểm mà trong nước thôi. Với lại Tết thì em về quê. Có cơ hội em có sẵn sàng cùng bạn trai đi khắp nơi không? Dạ nếu có cơ hội thì em thích. Điểm yếu của em là gì? Nóng tính với lại thẳng tính, hơi mất lòng những người xung quanh, nhưng mà em biết lắng nghe và sửa chữa. Cả ai cũng có khuyết điểm hết, nếu mình biết được cái khuyết điểm của mình và mình điều chỉnh lại thì nó cũng không đến nỗi nào. Thế còn đi làm nhiều như vậy rồi mình có thời gian để yêu đương hay không? Tình trường mình như thế nào? Thì lúc cách đây 2 năm thì em cũng bắt đầu quen một bạn, rồi cũng qua sau 2 năm thì mới năm ngoái thì sau chuyến mà đi công tác ở bên kia về thì tụi em chia tay. Ủa sao kỳ vậy? Dạ do cái vấn đề về khác biệt cách nhìn nhận cái cuộc sống với lại cái chi tiêu đồ này nọ. Nó càng lúc nó càng tách biệt ra nữa. Cụ thể một vài cái sự việc mà dẫn đến gãy đổ chia tay. Quan điểm về mẹ chồng nàng dâu. Rồi sao? Dạ. Bạn đó quan điểm sao? Em bạn, quan điểm bạn đó thì cứ coi những cái phim như là Sống Chung Mẹ Chồng hay này nọ để chị, rồi cứ bị ám ảnh rồi nói anh phải về anh mua nhà để hai đứa mình sống riêng rồi này nọ.
Thì mình chưa đủ tài chính để mình làm cái đó. Thì em nói là mình có thể mình về mình sống chung với lại ba mẹ anh một thời gian. Rồi sau đó mình sẽ cố gắng mình dành dụm, rồi mình cố gắng mình mua một căn nhà để mình sống được. Không phải là mình muốn mua là mua. Thì bạn đó cứ một là mua nhà, hai là cứ coi nói em về ba cái chuyện mà mẹ chồng nàng dâu nói em không sống được hay cái gì đó. Thì nó dần dần Nó rạn. Thật ra cái này thì chị không biết cái sự việc em kể như thế nào, nhưng mà sẵn tại vì bạn trai kể thì Tường cũng có một vài cái ý kiến về cái việc này luôn. Thật ra phim ảnh mẹ chồng nàng dâu thì mình coi là mình coi phim ảnh giải trí thôi. Thật sự trong cuộc sống nó cũng có những cái tình huống như vậy. Nhưng mà thật ra cũng không phải là bà mẹ chồng nào cũng như vậy. Mà cũng nàng dâu cũng phải như thế nào nó mới ra được cái mẹ chồng chằn ăn chăn quấn nó cũng như nhau, nó gì nó cũng có đôi có cặp hết trơn á. Cho nên á, mình sống mình phải hướng tới những cái điều tốt đẹp. Nếu mình bị ám ảnh bởi những cái điều nó không tốt đẹp trước tiên, chưa có thấy biết có hay không mà nó ảnh hưởng đến cái cuộc sống của mình trên cái lúc hiện tại. Ai lấy chồng thì cũng muốn được có một cái mái ấm gia đình riêng. Nam cũng vậy nữa chứ không phải là nữ riêng. Tại ai cũng muốn có một cái không gian riêng. Tuy nhiên tùy vào từng trường hợp, từng hoàn cảnh gia đình. Chứ nếu mình áp đặt, mình bắt cái người bạn trai tách ly với gia đình của người ấy, mà nếu cái người bạn trai nào theo như Tường nghĩ nha, mà chấp nhận làm theo những cái yêu cầu nó có hơi phần, nó hơi quá đáng của bạn nữ, thì cái người bạn trai đó với chị cũng không trân trọng. Bởi vì nếu gia đình họ, ba mẹ họ mà họ chưa có một cái gì đó nó toàn tâm toàn ý thì cũng chưa chắc sau này cái người bạn trai đó sẽ lo toàn tâm toàn ý lo cho cái gia đình riêng của mình. Cho nên đối với chị thì cái hiếu đạo và cái tình nghĩa nó cũng phải được song song để đưa lên bàn cân để mà cân nhắc. Nếu mình yêu, mình hiểu thì chúng ta nên cùng nhau ngồi lại để đưa ra những cái giải pháp tốt nhất. Chứ chưa gì hết mà thôi em không ở với nhà anh, vô nhà anh chắc em ở không được, mẹ anh dạy ba anh kia, gia đình đó có ở cũng khó hạnh phúc lắm em. Dạ. Nha, đồng cảm với cái chia sẻ của em mà cũng đừng ai ném đá tôi nha, tại vì tôi vẫn nói thẳng luôn. Em quan điểm như thế nào về việc làm dâu? Em không ngại về cái việc làm dâu. Nếu như mà đủ yêu thương cái người đối phương của mình thì em nghĩ rằng làm dâu cũng tốt. Tại vì khi mà đi làm công việc thì khi sinh con nữa thì có ba mẹ thì sẽ phụ giúp cho mình cái việc đó. Đúng. Chị nghĩ nhiều khi thời gian đầu mới lấy nhau mà cuộc sống mình chưa ổn định, rồi con có là liền đúng không em? Hai vợ chồng ai cũng đi làm mưu sinh, có ông bà rất là đỡ luôn. Không kể đó là bên nội hay bên ngoại. Thí dụ có hoàn cảnh mình ở được với ba mẹ của mình ở. Có những trường hợp mình neo đơn, mình ở gia đình vợ vẫn được. Đừng có ngại chuyện làm dâu hay làm rể, bởi vì nước mà từ trên đổ xuống, ba mẹ nào cũng thương con cái hết trơn. Tùy theo cái hoàn cảnh mỗi nhà thì nó sẽ có một cái giải pháp tốt nhất, tối ưu nhất cho gia đình của mình. Rồi, cảm ơn em. Vậy tình trường thì em như thế nào? Em thì em trải qua một mối tình. Em quen được bao lâu? Dạ, biết nhau thì khoảng 2-3 năm, nhưng quen thì cái người đó lăng nhăng nên là tụi em chia tay. Ảnh lăng nhăng là lăng nhăng như thế nào? Rồi em bắt gặp hay là em nghe người ta đồn? Hay là em tận mắt chứng kiến hay là như thế nào? Dạ, tại vì em với người đó là làm chung. Có nghĩa là những cái người mà người đó nhắn, có nghĩa là quen em rồi thì vẫn nhắn tin rồi qua lại với dòng nhiều dòng người khác. Em thì thấy nè, cơ quan của em là tinh thân hết á, nên là những cái người họ đã biết, họ nói với em, với lại cái cảm giác, với lại cái giác quan của người phụ nữ, với lại em cũng hỏi với người đó. Thì người đó cũng có nói, rồi sau đó là em cũng không có chủ động chia tay đâu, mà người đó là chủ động chia tay, gọi là không hợp. Người đó chủ động chia tay với em luôn. Rồi sau đó là có quay lại nhưng mà em không đồng ý. Là một mối tình duy nhất đó thôi đó hả em? Dạ, còn trước đây thì em có thích nhiều người. À, mình thích thôi. Dạ. Còn đó gọi là cái mối tình. Mình chia tay cách đây bao lâu rồi? Em chia tay cách đây 2 năm. Thôi thì câu chuyện nào cũng qua, em cũng chia tay lâu rồi phải không? Một năm rồi. Thế bây giờ mình bắt đầu cho một cái mối quan hệ mới. Thế thì em mong muốn tìm một người như thế nào? Trước mắt là bạn gái, có cùng một cái quan điểm sống, tức là mình phải tiết kiệm. Tức là tiết kiệm không phải là cái dạng mà tay thì ngắn mà túi thì sâu, mà tiết kiệm là mình biết tính toán, chuẩn bị cho những cái tương lai của mình về sau. Tại vì sau này có nhiều thứ như là vợ chồng, ba mẹ, rồi sau này lỡ có bệnh tật, ốm đau bệnh tật, rồi có con có cái nữa. Khi mà sinh một đứa nhỏ ra nó tốn rất là nhiều chi phí. Đúng. Do đó mình phải nghĩ đến những cái chuyện tiết kiệm và nhìn thân ái với mọi người. Em thì bây giờ thì em sau những cái mối quan hệ thì em suy nghĩ là chủ yếu là phải hiểu và đồng cảm với nhau. Đối với em thì có những lúc em đi làm về trễ tùy theo dự án. Nếu mà lúc gấp thì có phải có thể là đến 12 giờ đêm hoặc là 1 giờ sáng gì đó. Thì cũng mong là cái người bạn gái hiểu. Chứ còn qua cái chuyện lăng nhăng thì em cũng kỹ lắm. Tại vì mấy thằng ế thì nó cũng ghét mấy thằng mà nó lăng nhăng lắm chị. Mình không có mối nào mà nó nhiều mối quá.
Rồi, cũng hiểu. Có nghĩa là em cần một cái người phụ nữ mà chu toàn, biết chăm sóc cho cái gia đình, lập một cái quỹ, đúng không? Dạ. Cái mình chi tiêu nó hợp lý. Dạ. Lúc nào mà để cho cái cuộc sống nó hiện tại nó vẫn tốt, nhưng nó cũng có những cái quỹ dự phòng. Dạ. Để rủi ốm đau bệnh tật gia đình đôi bên con cái thì mình còn có mình để trở tay cho kịp. À, nhưng mà về ngoại hình thì em mong muốn một người bạn gái như thế nào, có cái tiêu chuẩn gì không? Cái duyên tới thì nó tới, chị quen lâu thì lại có tình nghĩa. Ừ. Chứ đâu phải là cứ đẹp là tới được. Đúng rồi, lia thiêu quen chậu vợ chồng quen. Dạ. Hơi. Rồi, thế còn em? Em mong muốn người con trai là cao 1m65 trở lên. Ừ. Quê thì từ Đà Nẵng trở vào Thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Có nụ cười đẹp, mặt thì phúc hậu. Phúc hậu, quá phúc hậu. Dạ. Sao nữa? À, hài hước một xíu chị. À. Với lại thoáng hơi thoáng một xíu. Thoáng là sao chị chưa hiểu từ đây thoáng? Có nghĩa là đừng có tính toán chi ly quá đó chị. Ừ. Em nghĩ như thế nào gọi là cái người mà đàn ông mà chi ly tính toán quá, là ý là cụ thể nó như thế nào là em không thích? Giống như là quán xuyến chuyện đi chợ rồi mua bao nhiêu rồi phải khai báo rồi. Dạ, khai báo á chị. Ồ, chị nghĩ thì không có cái điều đó đâu. Có nghĩa là người đàn ông người ta sẽ giao hết những cái quyền chi tiêu trong gia đình cho người vợ, nhưng người ta mong muốn cái người vợ là cái người biết chi tiêu một cách hợp lý, là nó khác nha. Còn cái người đàn ông mà gọi là cái đó chỉ đối với chị gọi là quá ti tiện và chi tiết. Ví dụ sáng nay đưa phát 100.000 đi chợ rồi về là tôm thịt cá cua rồi còn nhiêu 20-30 để đâu, cái đó là không có được, đúng không? Ví dụ những cái chuyện lớn trong gia đình như là xe cộ, nhà cửa, mua cái tivi, mua cái tủ lạnh, hoặc là học cho con, định hướng cho con. Thì những cái đó phải là cái sự thống nhất của đôi bên. Nhưng còn những cái lặt vặt trong nhà, tô chén na sao thao nồi ăn uống thì không cần thiết người đàn ông phải xen vào. Rồi đâu bây giờ cho chị coi hình ảnh hai bên đây nè. Lựa đi em. Một chàng trai sinh năm 87 đang làm kỹ sư xây dựng. Còn bên đây một cô gái sinh năm 86. Anh này. Tại sao em chọn anh đó? Cái cảm giác của em. Cảm giác. Em nghĩ là người này. Cảm giác có thể đúng mà cũng có thể sai. Em chọn ai? Cô này không? Rồi, cứ cầm nó đi, giờ tôi cũng không thấy đường luôn. Mời hai bạn nhìn về phía trái tim để xem cảm nhận ngày hôm nay của chúng ta dành cho nhau có đúng hay không các bạn nha. Sao? Em bị sai. Em trật lớp rồi, thế còn em? Em cũng trật luôn. Trật luôn rồi, hai người đều trật hết. Như vậy là cảm nhận chưa chính xác. Nhưng mà thật ra khó lắm, cái hình khó nhìn muốn chết luôn hà. Nhưng mà khi gặp nhau, cái cánh cửa trái tim này mở ra, cảm nhận đầu tiên của em là như thế nào? Nó hơi khó diễn tả. Khó diễn tả, thì tặng hoa trước đi rồi diễn tả sau. Dạ. Nó chưa quen hơi, chưa quen hơi. Dạ, chưa quen hơi. Rồi, mời em. Bắt đầu gặp mặt, anh cũng có món quà tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Cảm ơn. Rồi, phần trao đổi quà. Về đi, về chỗ đi rồi chị hỏi. Ủa, cuốn sách gì vậy em, tựa gì vậy? Dạ, đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim. Ồ, tại sao lại tặng anh cuốn sách này? Dạ, em muốn bạn đọc cuốn đó thì sẽ hiểu hơn về tâm lý của đối phương. À, có bao giờ đọc sách không? Thường em đọc sách kỹ thuật. Một lần thử đọc sách để tìm hiểu tâm lý đàn ông, đàn bà, thử coi nó như thế nào nha. Dạ. Tại sao em tặng món hoa này? Thường người ta tặng bạn gái tặng hoa hồng. Cảm nhận thấy đẹp. Cảm nhận thấy đẹp, có thể trong trắng, ngây thơ, hồn nhiên, không có tội gì hết. Được rồi, thôi bây giờ là cũng chưa quen nên hai bạn còn ái ngại. Dạ. Chị Tường sẽ tạo điều kiện cho hai bạn có một cơ hội để tiếp xúc với nhau, trò chuyện với nhau nhiều hơn. Bây giờ Tường mời hai bạn sẽ thưởng thức món ăn ngon của nhà hàng Vị Ngon. Ôi, thơm quá, đồ ăn rất ngon quý vị nha. Đây là món bò nướng đá của nhà hàng Vị Ngon. Hai bạn cứ vừa thưởng thức ha, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Hiện tại mình đang làm việc phường mấy, ở quận nào em? Em làm ở quận nhất anh, đường Lý Tự Trọng. Ờ, đường Lý Tự Trọng. Em làm bên em làm ở trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông ở thành phố anh. Anh thường đi du lịch hả anh? Mỗi năm anh sẽ dành ra một số tiền giống như một cái quỹ để mà sắp xếp cho gia đình mình đi du lịch, và tương lai có thể là vợ con nữa. Nhà anh đông anh chị em không anh? Anh có hai anh chị em nữa, thì có một đứa em gái và một người anh trai. Còn em thì có hai chị em. Em thì có ba chị em trai với lại em gái rồi. Thì sau bữa hôm nay thì em muốn mình sẽ cái tức là nó mình sắp xếp cái thời gian gặp nhau như thế nào? Dạ, thì em làm thì thứ bảy chủ nhật đó là em được nghỉ. Dạ, chứ là buổi tối thì em cũng rảnh. Anh quan điểm như thế nào về hôn nhân? Trước tiên nó là
kết hợp giữa hai người. Mỗi gia đình đều sẽ có thêm một người con. Tại hôn nhân á, nó không phải chỉ có tình cảm yêu đương, nó còn có tình nghĩa bên trong em. Những cái đó nó sẽ gắn bó hai người với nhau. Rồi con cái nữa. Có thể là lúc đầu quen nhau thì nó hai người dành thời gian cho nhau rất là nhiều. Nhưng mà khi bắt đầu kết hôn rồi, áp lực công việc hơi lơ là chút dành cho cái người chung sống với mình. Rồi đến có con, người phụ nữ phải lo cho con, rồi người đàn ông phải lo kiếm nhiều tiền hơn để mà chăm sóc cho gia đình, thì nó còn ít thời gian cho nhau hơn nữa. Nhưng mà sau trong đó nó phải có một cái mối dây liên kết để mà giữ cho cái gia đình ổn định. Để có cái đó thì phải hiểu nhau. Sau này ví dụ như có con cái thì em tính những cái vấn đề mà phát triển cho con cái như thế nào? Cũng quan tâm đến cái việc giáo dục con cái. Thì em nghĩ là mình sinh con thì xong ra thì nghĩa là điều kiện mình tới đâu thì mình lo cho con tới đó. Ngoài việc đi làm ra, anh ở nhà anh có phụ mẹ rồi công việc nhà có, rồi không? Có. Dạ. Thì anh sống chung với ba mẹ từ đó đến giờ. Dạ. Hiện giờ giá nhà đất thì nó cao quá nên dạ. Với lại cũng chưa có lập gia đình nên anh em cứ sống chung với ba mẹ vậy thôi. Em thì luôn hướng về gia đình của mình. Anh có thích chơi thể thao không anh? Anh cũng hơi làm biếng chơi thể thao. Anh chỉ có cái là mê game. Nhưng mà không phải anh chơi game online mà lậm mấy người khác. Giống như là trước khi đi ngủ mình chơi game cho thư thái đầu óc rồi mình đi ngủ. Rồi, ăn chưa? Nãy giờ có ăn miếng nào chưa? Dạ, ăn rồi chị. Ngon không? Dạ, ngon. Ôi, đói bụng muốn chết luôn, cái giờ ăn trưa mà rất là đói bụng luôn. Mà ăn những món ăn ở đây rất là ngon thưa quý vị. Nhưng mà nãy giờ ăn cũng có trao đổi thông tin được nhiều rồi, phải không? Dạ. Nãy giờ em kể mà chị chưa nghe em kể tật xấu của em luôn nè. Thì nãy giờ chị đi vòng vòng, chị điều tra lý lịch của em rồi đó. Em có tật xấu gì em khai thiệt đi. Dạ, thì có cái là em cũng hút thuốc với lại... Đó, hút nhiều không? Dạ, cũng không nhiều chị. Ngày hút nhiều? Dạ chắc dưới nửa gói thôi. Ngày hút dưới nửa gói. Dạ. Còn tật xấu gì nữa không? Dạ thì cũng có cái này cũng hơi ấy là ngủ ngáy. Cưa dữ lắm nha, cưa bom lắm đó, em chịu nổi không? Cho nên là nếu mà lấy nhau về là mình phải ngủ trước. Chứ mà mình ngủ sau là mình thức luôn đó. Dạ em thì em ngủ say lắm chị. Nên là có việc đó không quan tâm. Thì cho nên chị mới nói em ngủ trước, hiểu không? Còn người ta muốn cưa gì ta cưa sao kệ người ta. Chứ nhiều khi mình chưa ngủ mà người ta cưa rồi mình khó ngủ. Thế còn em có tật xấu gì không? Cũng ngủ thì em lăn tùm lum hết chị. Tụi nói em ngủ em cũng ngáy chứ. Em không ngáy. Lăn tùm lum hết phải không? Hôm nay ở ngoài là có em gái của Nguyệt đi theo. Bây giờ mời em gái vô ha. Chào anh rể tương lai biết đâu được. Rồi có ý kiến một vài cái nhận xét cho chương trình mình ha. Mời em gái. Rồi mời em. Chào em. Em chào chị. Em tên gì? Em tên Phẩm ạ. Phẩm. Dạ. Ở nhà có mấy chị em? Dạ ba. Ba em là thứ mấy? Em là Út ạ. Út, còn đây thứ mấy? Dạ chị em là đầu. Đầu rồi tính giữa? Là anh trai ạ. À thôi bữa nay đi theo không, bây giờ mình tố chị hai xíu coi chị hai có tật xấu gì không? Xấu thì nhiều lắm chị. Ví dụ vài cái rồi nè. Nhạy cảm lắm, dễ khóc, không có mạnh mẽ lắm. Ừ. Ngủ thì một mình là nằm hết một ấy vậy đó. Rồi nấu ăn hơi bừa bộn một xíu. Nghe nấu xong rồi bài ra đó phải không? Dạ bài ra cho em dọn. Ừ, còn gì nữa không? Dạ nhiều quá, em nghĩ là chắc phải để anh khám phá thì nó mới thú vị. Đúng rồi, phải khám phá mới thú vị ha. Rồi bữa nay nè, nãy giờ nghe câu chuyện, trước tiên là nhận xét anh trai bên này thấy như thế nào? Dạ em thấy anh chững chạc, điềm đạm mà có, nói chung là nó trưởng thành á. Trưởng thành? Dạ. Anh trai nhỏ hơn chị em tuổi nha, em thấy sao, có vấn đề gì không? Dạ không, nhìn anh em thấy nó có gì đó nó cũng an toàn á. An toàn không? 100% chắc không? 100% 100% luôn. Tận tình quá, chắc cứu không? Dạ chắc. Có được trả giá không? Rồi ở nhà ba mẹ em như thế nào? Dạ ba mẹ em cũng nôn. Hôm nay chị đi tham gia lại nhà biết không? Dạ không ạ. Chỉ có mình em. Tại chị để cho ba mẹ em sự bất ngờ. À nhưng mà thường em thấy ba mẹ ở nhà có định hướng là để cho mình kiếm chồng là như thế nào vậy không? Có khi nào nói với con cái mấy chuyện đó không? Dạ có, nhưng mà cũng không có ép lắm. Cũng hối nhưng mà cũng để cho chị thoải mái. Rồi bây giờ mình công tâm mà nói nè, công bằng mà nói nè, cho một cái nhận xét về cặp đôi của ngày hôm nay. Dạ em thấy được, em thấy anh cũng có một cái gì đó hợp với chị. Rồi bây giờ xoay qua chị nói một câu khích lệ với chị đi, trước khi mà chị đưa ra quyết định có bấm nút hẹn hò hay không đó. Em không biết là sau chương trình này á là chị với anh có tiếp tục hay không, nhưng mà em nghĩ là chị nên có một cái cơ hội mở lòng ra để tìm hiểu như thế nào. Còn về sau thì lúc đó
Từ giữa chị thôi, miễn là chị cảm thấy vui với lại hạnh phúc. Đó, chị xúc động sắm khóc mà thấy không? Thấy chưa? Thấy con người người ta vậy em dễ thương không? Rồi, cảm ơn em gái. Em muốn nói gì với em gái không? Chị sẽ chọn theo cái cảm xúc của mình. Thì cũng cảm ơn những nhận xét của em. Thì sau cái buổi này thì cũng bắt đầu sẽ tìm hiểu. Hy vọng mình sẽ có một cái gì đó nó xa hơn nữa, chứ không phải là chỉ như thế này. Dạ. Rồi, cảm ơn em. Cảm ơn ạ. Thì Nguyệt đã rất là xúc động. Em có cảm nghĩ gì không? Trong cuộc sống nó còn nhiều thứ khác nữa, cũng không nên dễ xúc động quá. Thì đó, người ta hồi nãy em gái mới nói đó là khuyết điểm đó. Dạ. Nhưng mà đối với chị lại thấy như vậy là ưu điểm, chứ không có gì là khuyết điểm hết trơn. Tại vì phụ nữ mà nếu mà có được một chút yếu đuối, một chút cảm xúc, bây giờ cuộc sống nó vội vã lắm, con người ta bị đơ cảm xúc hết rồi. Dạ. Nếu mà người mình vẫn còn luôn đầy cảm xúc như vậy, đó là một cái điều chị thấy rất là đặc biệt và đáng quý. Dạ. Em nghĩ cái đó cũng là một cái tốt. Thấy chị mạnh mẽ vậy đó, chứ cần ai mà chỉ cần đụng chọt vô một chút xíu trúng một cái gì đó, cái cảm xúc của mình thôi là nó dâng tràn liền. Mà chị thấy cái đó là ưu điểm chứ không phải khuyết điểm. Rồi, thôi đừng khóc nữa, bây giờ hát một bài hát đi nè, hát một câu cho nó vui lên chương trình nè. Em thì em không có thuộc nhiều, em chỉ thuộc được một đoạn thôi chị. Niềm vui khi bên nhau, có bao nhiêu buồn lo tan đi mau, những yêu thương như qua mau. Không nói nên lời luôn. Còn em có gì tặng tao không? Em cũng không biết tặng gì. Hát, đọc chuyện, đọc thơ. Ghét văn chương thi phú. Thế em thích cái gì? Em chỉ thích mấy cái thứ mà khoa học kỹ thuật. Khô lắm chị. Trời ơi, chán ông ghê. Thôi ông bóc cho tôi một câu hỏi đi nè. Ông nói ông thực hiện được, tôi quýnh ông chết. Đọc lớn lên cho tôi nghe. Gì? Hãy tựa lưng vào nhau, cùng nắm tay, sau đó mỗi bạn nói một câu mật ngọt tặng cho nhau. Qua đây đi, chị điều khiển cho. Dạ. Hai bạn đứng lên, đứng tựa lưng vào nhau, rồi mỗi người sẽ nói lên cảm xúc của mình trước khi chúng ta quyết định có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. 30 giây bắt đầu. Hai bạn quay lại nhìn nhau đi, và ai nói trước, mỗi người sẽ tự nói một câu. Em nghĩ anh là một người đàn ông chững chàng, có suy nghĩ trưởng thành, có thể là chỗ dựa mà em cảm thấy an toàn. Thì anh cũng tùy người ta nói mà. Cái hôm nay là cái mình đến đây cũng là cái duyên. Cái duyên dành cho anh với em. Mình cũng cố gắng anh dành những cái thời gian mà ngoài công việc để cho em, để mình có thể hiểu nhau, mình có thể đi nghĩ đến những cái gì đó xa hơn nữa. Rồi, cảm ơn hai bạn, về chỗ đi ạ. Là một kỹ sư xây dựng ngôi nhà mơ ước của bạn, khi lấy vợ như thế nào? Số tiết kiệm hiện tại bao nhiêu? Là một kỹ sư xây dựng thì bạn đã xây dựng cái ngôi nhà mơ ước của mình đó, trong tương lai là như thế nào? Một ngôi nhà tương lai của em muốn có một cái sân ở giữa. Thứ nhất là nó tách biệt cái không gian với bên ngoài, nó tạo ra cái sự yên tĩnh bên trong. Thứ hai là nó gần gũi thiên nhiên. Em rất thích cái kiểu vườn của Nhật Bản á. Nó bên trong nó tĩnh lặng, mọi người có thể bước vô đó và cảm thấy nó bình yên trong cái ngôi nhà của mình. Đúng là kỹ sư xây dựng. Một câu hỏi cả nghĩa đen và nghĩa bóng, ông quất thẳng cái nghĩa đen luôn. Một ngôi nhà rất đẹp và lý tưởng, thích ngôi nhà như vậy không? Dạ có, em rồi. Rất thích là thiên nhiên á chị. Để là có thể trồng rau em rất... Để thực hiện ý tưởng đó thì mình phải có kinh tế. Câu hỏi thứ hai, số tiết kiệm hiện tại là bao nhiêu ạ? Cái này thì em chỉ imply thôi, tức là ấy thôi, là nó cũng 200 triệu hơn. Rồi là mình xây được cái sân chưa? Cái ngôi nhà của mình xây được tới đâu rồi? Hiện giờ nếu mà cỡ đó thì chắc cũng phải cố gắng thêm 2-3 năm nữa. 2-3 năm nữa là thực hiện được cái ngôi nhà mà mình mới thiết kế phải không? Dạ, còn phải nhiều thứ nữa chị, còn đất nữa. Cái đó là tiền xây thôi chị. Trời đất ơi. Cái đó mới tiền xây thôi. Vậy bây giờ bao nhiêu năm nữa thì mình mới có được một cái gọi là an cư để lạc nghiệp? Theo kế hoạch em đang cố gắng khoảng đến năm gần 40 thì em sẽ có một cái ngôi nhà riêng của mình. 40? Tại sao là 40? Dạ tại vì nó còn có những cái như trượt giá hoặc là cái tiền mất giá rồi này nọ. Trời ơi, ông tỉ quá, ông lo xa quá. Rồi bây giờ nhà có mấy anh chị em nè? Dạ ba. Ba anh chị em, giờ ba mẹ đang ở với ai? Dạ chung luôn ba. Chung ba anh chị em ở chung hết luôn? Dạ. Chưa ai lập gia đình hết hả? Dạ chưa. Ủa là em là thứ mấy trong nhà? Em thứ hai. Em à. Giữa. Rồi giờ là ai nuôi bố mẹ? Thì ba mẹ vẫn cố gắng đi làm. Ồ, kinh tế ba mẹ vẫn tự ổn định, dạ. Tự lo được cho mình luôn. Dạ. Rồi mai mốt lấy vợ ra riêng, ba mẹ có chia tài sản gì không?
Dạ thôi, em thì quan điểm của em là cái của ba mẹ thì của ba mẹ, để ba mẹ hưởng, còn mình, ba mẹ đã đầu tư cho mình đến mức này thì mình phải tự lo cho mình. Ăn học quá trời nhiều năm rồi đúng không? Thôi, thật ra là 40 là một người đàn ông trung niên, bạn này là bạn hơi gọi là nói nó hơi chắc cú thôi, chứ thật ra là cũng đang trong cái tiến trình đang dần dần ổn định. À, mình nói trước nhiều quá mình bữa không qua, thà mình nói vậy cho nó chắc chắn. Coi như là cái mốc xa nhất cuối cùng là 40 là phải có đầy đủ đó đúng không? Rồi cố gắng nha, chị chúc em cỡ 35 em có rồi. Bây giờ thì mời hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm. Sau 3 tiếng đếm chị Tường, đồng ý thì chúng ta bấm nút thật mạnh, không đồng ý chúng ta lấy tay ra. 1 2 3 Hai bên trái tim đã cùng phát sáng, chứng tỏ là chúng ta đã dành cho nhau cái cơ hội ngày hôm nay. Cảm ơn hai bạn, mời hai bạn đứng lên một phía. Hôm nay rất là vui vì hai bạn đã đồng ý là hẹn hò với nhau. Giống như bạn trai nói, mình chậm mà chắc. Hy vọng các bạn sẽ có những cái thời gian tìm hiểu thật kỹ lưỡng, để khi chúng ta đưa ra một cái quyết định thì chúng ta sẽ đi được với nhau một chặng đường dài trong cuộc đời. Hy vọng sẽ sớm nhận được tin vui từ hai bạn. Cảm ơn rất là nhiều nha. Trước là Thi Anh là biên tập của chương trình thì ở đây cũng chỉ có các bạn biên tập với sản xuất của chương trình thôi, nên là chị sẽ chủ động chị chia sẻ về bản thân của mình chị nha. Thì chị giới thiệu về tên tuổi, rồi công việc, quê quán của chị, rồi về tình trường của chị đi ạ. Chị thì năm nay 47 tuổi, sinh năm 1976. Chị tên đầy đủ là gì ạ? Chị tên là Hoàng Vi. Hoàng Vi. Chị Vi đang sống ở đâu và đang làm công việc gì chị? Chị đang ở thành phố Nam Định và chị bán hàng online ấy. Bán hàng mỹ phẩm online. Ở đâu ạ? Ở thành phố Nam Định. Đang ở thành phố Nam Định. Nam Định ấy. Dạ Nam Định. Dạ. Nhà mình ở đấy luôn hả chị ha? Đúng rồi. Bán hàng mỹ phẩm online. Chị chỉ bán online thôi hay là chị có shop không? Không, chị bán online là chính. Dạ. Dạ rồi, chị Vy chia sẻ một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của bản thân với lại tình trường của chị đi ạ. Chị thì vợ chồng mới ly hôn. Chị có hai cháu trai thì các cháu lớn cả đang ở với bố. Còn về điểm yếu, điểm mạnh đúng không em? Dạ. Điểm yếu của chị là cũng hơi nóng tính. Còn về... điểm mạnh thì được cái là chị cũng dễ gần, thân thiện dễ gần. Hai con của chị là bao nhiêu tuổi rồi chị? Cháu 26, cháu 21. 26. Có bạn nào lập gia đình chưa? Chưa em ạ. À, cái cuộc hôn nhân của chị nó kéo dài được bao lâu thì ly hôn, và tại sao mình lại ly hôn vậy ạ? Thì chị cũng được hơn 20 năm rồi đấy. Cháu 26 tuổi, bây giờ vợ chồng chị mới ly hôn. Là chị mới ly hôn gần đây thôi. Đúng rồi. Mấy, bao nhiêu tháng rồi chị? Chị được, nếu để nói thì vợ chồng chị sống ly thân thì 6 năm rồi. Còn quyết định ly hôn thì được 2 tháng nay thôi. Gần 3 tháng rồi. Nguyên do thì sao chị? Sao em? Cái nguyên do để dẫn đến hai việc hai người là... thì nói chung vợ chồng chị nó không có tiếng nói chung trong gia đình thôi. Nói chung là nó nhiều cái khắc khẩu. Nhưng mà mình cũng thấy mười mấy năm, nếu như mà tính cách thời điểm đi ly thân thì cũng là 20 năm. Đúng rồi. Nhà sống với nhau 20 năm rồi, khắc khẩu cả 20 năm luôn hay sao chị, hay là có một cái đúng rồi. Chị ơi, ở đây nè. Chị em xin lỗi, em là biên tập Thanh Trúc, em chia sẻ một chút để chị thoải mái hơn trong cái cách chị chia sẻ. Ở đây chỉ có ekip chương trình thôi, và tụi em cũng sẽ cần nghe cái câu chuyện của chị, hiểu hơn cho chị thôi, chứ không phải là tụi em soi mối về cái đời tư chị hết. Một cái hôn nhân mấy chục năm mà chị nói ngắn gọn là không hợp thì sao, không chia tay. Mỗi người sẽ có cách khác nhau, nhưng mà ở đây em nói ví dụ thậm chí chồng chị đánh chị, thì ở đây chị cứ chia sẻ thẳng thắn với tụi em. Mình không có đem cái này lên chương trình gì cả, nhưng mà tụi em cần hiểu để tụi em tìm cho chị một cái người phù hợp hơn. Chị hiểu ý tụi em không? Cho nên là em thấy chị đang còn hơi e ngại đó, cho nên là em nói cái này để chị thoải mái hơn. Giống như chị em mình đang tâm sự tâm tình với nhau thôi. Rồi chị ơi. Tụi em ở đây cũng có con có chồng hết trơn rồi, nên là chị cứ chia sẻ ha. Dạ. Rồi chị tiếp tục em. Sống vợ chồng chị thì nó có nhiều cái nó bất đồng lắm.
ví dụ như là anh ấy không quan tâm với vợ con, không biết chia sẻ, và về trong công việc thì nói chung cũng đùn đẩy hết cho vợ. Nói chung là một người đàn ông như theo chị đánh giá thì nó không có trách nhiệm, nhưng mà vì con cái còn nhỏ, vì sót con, mình cứ là phụ nữ mình hay cam chịu. Cái ngày xưa các con chỉ còn nhỏ là chị đã muốn ly hôn từ ngày đấy rồi, nhưng nhìn cái con nhỏ thì lại sót. Từ giờ cứ nấn ná đến ná rồi, cũng trong cái thời gian mà hơn 20 năm ở với nhau thì phải đến 5 6 lần chị cũng định ly hôn rồi, nhưng mà cái nhìn cái con thì lại mình lại dừng lại. Và đến để đến 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 kéo dài cái thời điểm này thì các con nó lớn rồi mà nó thấy bố mẹ sống ly thân như thế thì chúng nó cũng góp ý. Còn bố mẹ mà cứ sống mãi như thế này thì cũng không ổn, thì cứ giải thoát cho nhau đi. Tính hai đứa con là chị nó cũng đã lên tiếng rồi, cuối cùng ông xã nhà chị cũng gọi ra và nói chuyện rất là đàng hoàng, rất là văn minh giữa hai vợ chồng. Anh cũng bảo là thì anh cũng giải thoát cho em. Đấy là cuộc sống gia đình của chị như thế. Nói chung là nó nhiều cái nó người Tức mọi là người thì nghĩ sống là rất là chịu nhỏ, đựng nhau đúng không? thôi đúng không? Tức là sống và chịu đựng nhau mấy chục năm trời. Người Đúng ngoài trông rồi, vào thì tưởng là hạnh phúc, nhưng mà ở trong chăn thì mới biết chăn có lạnh đúng không chị? đúng rồi, Nhưng mà chị chịu đựng được 20 năm thì cũng là hai vợ chồng chị mà chịu đựng kiểu 20 năm như vậy thì cũng là giỏi đó. thì cứ nghĩ vì con ấy, nói chung cũng vì con là nhiều. Nếu không vì con cũng không sót con nữa thì chị đã buông bỏ lâu rồi, cũng chỉ vì con thôi. Nhưng mà sao cuối cùng người hai bạn đấy lại chọn ở với bố này, hay là do là chị dọn ra ngoài chị ở riêng? Không phải, cũng là các cháu nó cũng chị cũng hỏi cháu lắm là con thích ở với mẹ. Mạng bên chị nó bị đứng. Vừa học, một đứa thì học đại học trên Hà Nội, một đứa thì làm trên Hà Nội, thành ra là nó chọn cái ở với bố, thì bố ở trên đấy mà. À, là Đấy bố còn ở trên Hà Nội. còn chị thì về Nam Định, chị sống ở gần với bà ngoại. Nghe chị À, là trước trước khi ly hôn là chị sống ở Hà Nội, đến sau khi ly hôn là đúng chị về quê chị sống, cho nên là nhà đó là hiện tại là ba bố con ở với nhau. đúng không? Mà về bây giờ về này coi như là chăm sóc phụ dưỡng bố mẹ, xong rồi nếu mà có người hợp thì đi thêm bước nữa, Đấy, thế thế nói chung là thực lại sự là là cũng cũng nhiều bạn bè rồi anh em họ hàng cũng giới thiệu đấy, nhưng mà quan trọng là chị cũng chưa thấy hợp ai mà nhưng mà mình mới ly hôn bạn có 2 tháng thì mình tham gia chương trình hoặc là mình đi tìm kiếm một mẫu người, một người bạn trai mới thì chị có thấy nó bị nhanh không chị? chị nghĩ thế này, nhanh thì cũng không phải là nhanh, vì vợ chồng chị ly hôn ly thân đấy, sống ly thân 6 năm rồi, cũng về về nói là về mặt tình còn gì nữa, sống ở cái trách nhiệm thôi. Cũng có thể 6 năm đấy anh cũng có người mới rồi, mà cái có cái mình không quan tâm. Nói chung là hai vợ chồng cái thời điểm sống ly thân với nhau thì không ai quan tâm đến cuộc sống của ai, cái ai làm gì đi đâu là không quan tâm. Nói chung chỉ sống trong một mái nhà nhưng mà ngủ thì ngủ riêng phòng kiểu như thế, còn việc ai người đấy làm. Đấy tình trạng hôn nhân của chị là như thế. Cũng có thể là anh có bạn mới chứ, vì đàn ông người ta sao người ta chịu được với phụ nữ bọn mình, nhưng Chỉ mà cái đấy chị là không chưa ý. có thể sẵn sàng để công khai được thôi đúng không? Đúng rồi, Rồi bây giờ chị muốn quan tìm mẫu trọng người như thế nào? chị Với lại thì chương trình cũng bên em là sẽ ghi hình ở trong thành phố Hồ Chí Minh thôi, nên là nếu có lịch ghi hình thì chị có vào đây được không? thì xa quá nhỉ. Vâng, bọn em thì chỉ có tổ chức ghi hình ở trong đây thôi nha chị, nên là nếu như mà chị cứ cân nhắc kỹ, nếu như mà chị có thể tham gia được thì chị báo với bọn em, còn nếu không tham gia được thì chị cũng từ chối luôn giúp bọn em nha. Chị cứ cân nhắc thôi bọn em. Cái này thì là cái mong muốn mục tiêu của người tham gia chương trình, nên là tụi em tôn trọng cái sự quyết định và sự lựa chọn của mọi người thôi. Chị cảm thấy Và nó trong đấy sai thì chị không được. ghi và trong đấy ghi hình thì có những người ngoài Bắc như chị không, hay là những người Thì Việt do Nam yêu cầu thôi? của chị thôi, ví dụ như khi chị yêu cầu bắt buộc người đó phải ở ngoài Bắc thì tụi em cũng sẽ tìm kiếm người ngoài Bắc để vào ghi hình với chị.
Còn nếu như mà chị nói là người bạn trai chị ở đâu cũng được, miền Bắc, miền Trung, miền Tây, miền Nam thì cũng được, thì là cái đó thì sẽ là phụ thuộc vào cái mẫu người, tiêu chí của chị đưa ra như thế nào. Nếu mà chị chỉ muốn ở Bắc thôi thì chị nói là bạn trai chị cũng muốn chị ở Bắc. Nói chung thì chị cũng không quan niệm quan vấn đề đấy lắm, ở đâu cũng được, miễn là gặp với người tử tế, bởi vì cái cuộc sống của chị nó quá là mệt mỏi đấy. Chị chỉ cần là gặp người tử tế, biết sẻ chia, thấu hiểu, quan tâm đến vợ con. Tức là bây giờ bạn trai ở đâu cũng được hay là sao ạ? Nói chung là bạn trai ở Anh đâu đó cũng đang được. ở trong Sài Gòn chị có ok không? Nếu như cuộc sống của anh đó trong Sài Gòn mà có thể là vì chị ở ngoài Bắc đúng không? Thì chị vào, tất nhiên là vào trong đấy thì vì mọi cái nó rất là mọi thứ nó rất là mới mẻ. Thì nếu như anh ấy trong đấy mà anh có thể mà chấp nhận được chị thì chị cũng đồng ý thôi. Tức Bởi là vì chị thực chấp ra nhận như này, đi xa đúng đúng không? Thì chị không? cũng nói luôn là thực ra là chị ly hôn đấy này, thì là chị cũng dần đi hai bàn tay trắng thôi, để lại hết cho con, chồng con, nhà cửa các thứ là chị cũng không có màng đi, chị ra đi hai bàn tay trắng, chị mong là con chị nó có một cuộc sống tốt đấy. Nên chị một mình Ok chị là chị. về về với mẹ chị, ở với cha mẹ chị. Rồi, vậy bây giờ chị đi vào mẫu người của chị đi, xong rồi nếu như mà tham gia được thì cần phải báo trước chị bao nhiêu ngày thì chị cho chương trình biết trước ha, để có gì chương trình liên hệ với chị cho dễ. Và bây giờ là bạn trai thì mẫu bạn trai tương lai thì ở đâu cũng được, rồi về ngoại hình tuổi tác thì chị mong muốn điều gì ạ? Nói chung về ngoại hình thì chị cũng muốn một người cao to để có thể che chở cho chị đấy. Về còn về tuổi tác thì sinh năm 72 hoặc là sinh năm cái tuổi Dậu đấy, nói chung là cứ sinh năm 72 trở lên là được, sinh năm 72 đến năm sinh năm 69 thì đấy, 07 9 thì đấy đều được, vì chị sinh năm 76 mà, hơn chị nói chung tầm 10 tuổi giờ này là được. Rồi. Gì nữa chị ha? Về công việc của bạn trai thì sao ạ? Thì công việc thì thực ra là chị cũng không dám đòi hỏi gì nhiều, chỉ miễn là bạn trai có một công việc ổn định, có thể lo được cho gia đình. Ổn định với chị là như thế nào? Công việc ví dụ như tài xế được không ạ? Rồi những cái công việc mà tự do được không ạ? Nói chung là mình cụ thể, mình chi tiết ra là ổn định thì nó có nhiều mức độ ổn định lắm. Ví dụ như ổn định với chị là thu nhập bao nhiêu thì với chị là lo được cho gia đình ạ. Cái này thì cũng khó nhỉ, cái này để mà nói rõ thì khó. Nói chung là À, đúng rồi, ví dụ như tại vì khó, thực ra là tại vì chị nói là ổn định, nhưng mà ví dụ như với bọn em có thể là với một số bạn thì là thu nhập tầm 15 triệu thôi là đã đủ, với bạn đã đủ lo cho gia đình rồi, nhưng mà có những người thì phải 30 triệu, 40 triệu, tức là cái mức độ ổn định nó là như thế nào? nói chung cuộc sống của chị thì nó đơn giản, đến một cái mức độ nó quan trọng là cái tùy thuộc cái ở phía trong 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 Sài Gòn ấy, phía bạn trong ấy người ta tiêu xài như thế nào thôi, chứ còn ngoài Bắc của chị thì tiêu tiêu xài nó cũng đơn giản lắm đấy. Ví dụ như này, vào đấy thì chỉ có một thân một mình thôi thì cái như kiểu là để mà Nên lo cuộc thế nên là sống. em mới phải hỏi chị này, thế nên là em mới hỏi chị. Ví dụ như bây giờ chẳng hạn như ở trong Sài Gòn thì chẳng hạn như ví dụ như thu nhập không phải là thu nhập, mà ví dụ như với mức độ tiêu xài của em đi, thì một tháng đối với em phải là 20 triệu em mới cảm thấy đủ. Nhưng mà ví dụ như với bạn Thanh Trúc, bạn biên tập của em thì bạn phải 30 triệu, hoặc là với bạn bạn khác thì bạn ấy bảo là ôi bạn một tháng mà chỉ cần chi tiêu 10 triệu thôi. Tức là cái này là cái nhu cầu cá nhân của mỗi người, tại vì ở đây đằng nào mình cũng có cái cơ hội mình casting, xong không biết là chị có vào để chị tham gia chương trình được hay không. Nhưng mà nếu chị vào được thì chị cũng phải nên ổn định, chẳng hạn như với những bọn em, chẳng hạn như có anh kia anh làm bảo vệ đi, nhưng mà anh ấy trước khi anh làm bảo vệ anh có một cái khoảng thời gian anh đã có một cái nguồn tiền ổn định rồi, anh ấy làm bảo vệ lương tháng chỉ đôi 3 triệu để đi làm cho vui thôi, thì với những người đó thì chị có chấp nhận hay không? Bọn em phải muốn biết lia những cái đó cho nó rõ ràng, cho nó mình nói chuyện, mình trao đổi thẳng thắn với nhau để làm sao cái này là tìm một cái người để phù hợp, để chị có thể kết đôi hẹn hò với nhau nếu được nữa cơ.
Dạ, đấy cái mục đích của em hỏi là như vậy chứ không phải là cái gì làm khó hay là khó hay dễ, tại vì quan điểm của mỗi người là khác nhau mà. Ví dụ như ở Nam Định á, chị ở thành phố Nam Định chứ thực ra một tháng chi tiêu của chị nó chỉ hết khoảng 5-7 triệu thôi. Nhưng mà ví dụ như ở ở Hà Nam, ở Phủ Lý đi, có khi nó còn hơn Nam Định rất là nhiều. Hay là ở Thái Bình nó sẽ khác Nam Định nữa. Tùy thuộc vào mỗi nơi mình sinh sống. Nói chung là nếu mà cứ ra các bạn trai tầm thu nhập tầm 15-20 triệu chị nghĩ là Dạ. Đó, mình cứ cho một con số cụ thể thì dễ kiếm hơn chị ạ. Thì mình cứ ổn định thì chả biết thế nào là ổn định đâu. Chị bảo bây giờ kiếm một bạn trai ưa nhìn là được. Nhưng ví dụ như như đối với chị thì ưa nhìn thì cỡ như nào là ưa nhìn. Chẳng hạn như thế. Em thì em thấy là bác Chu Văn Quỳnh, Hán Văn Tình ngày xưa bác cũng ưa nhìn đó, nhưng mà chưa chắc là chị đã thấy bác cũng ưa nhìn chẳng hạn. Đúng không? Đó. Đây là cái gì, đó là cái quan điểm cá nhân của mỗi người chị ha. Rồi thì hôm nay nó chỉ là một cái buổi cắt tinh sơ lược thôi, thì chị đi cứ check lại cái nhu cầu của mình, cái khả năng mình có đi được hay không, thì khi mà nếu như có thông tin từ chương trình ấy, chị cũng phản hồi giúp bọn em ha. Dạ rồi, em cảm ơn chị Vi nhiều nha. Chị cảm ơn chương trình Rồi nha. em chào chị. Dạ. Thôi thì mình tự tin giới thiệu về bản thân mình chủ động ha. Rồi em mời chị ạ. Mình giới thiệu về bản thân mình đi chị, họ và tên, nghề nghiệp, quê quán, độ tuổi của mình như thế nào? Dạ vâng ạ. Mình em tên là Đặng Thị Hương ạ. Và hiện tại bây giờ em đang hỗ trợ và làm giấy làm vườn ở trong Bình Phước ạ. Quê em là ở Hà Giang. Ừ, là chị làm vườn gì chị? Vườn của chị luôn hay như thế nào? Dạ vâng ạ, là vườn của nhà luôn đấy ạ. Ừ. Nhà chị là vườn gì? Cao su với điều ạ. Ừ, được bao nhiêu hecta chị? Dạ, hiện tại bây giờ thì được 4 mẫu điều, 4 hecta điều với lại 2 mẫu cao su ạ. Ừ. Rồi. Điểm mạnh, điểm yếu của chị Hương là gì? Mình đã... Rồi tình trường của chị ra sao? Có đã từng lập gia đình chưa? Ha. Mình giới thiệu giúp em luôn. Vâng ạ, điểm điểm mạnh của em là vui vẻ, và điểm yếu của em là ngại tiếp xúc với đông người ạ. Rồi mình ngại tiếp xúc với đông người, rồi mình đăng ký tham gia chương trình thì mình cũng biết là quá trời hả người khi mà tham gia rồi đó, thì mình liệu mình ổn không? Dạ em sẽ cố gắng ạ. Rồi đó coi giờ rồi à, cái ngoài ra chị có bài lẻ sở trường vô ca múa hát gì có không chị? À, tài lẻ thì em có thể hát được ạ. Rồi thôi chị hát tặng em với lại chương trình một hai câu gì đi. Ừ. Ngại lắm, em ngại. Đó. Rồi giờ ngại rồi sao mà em dớt chị vô vòng trong đây? Chị Hương là sinh năm mấy chị Hương? Ừ. Em sinh năm 89 ạ. Rồi Mà ngoài không biết ca hát rồi mình còn nội trợ này kia được không nè? dạ, em biết nấu nướng, nói chung là nấu ăn thì em biết tất cả các món ạ. Rồi ngoài cái nấu ăn ra còn cái gì nữa không chị? Mà mình cảm thấy là mình tự tin. Công việc nhà này kia, sở trường của mình đó. Em có thể kinh doanh được ạ. Em giỏi về cái lĩnh vực đó ạ. Ủa ngày xưa chị đã kinh doanh này hả? Chị kinh doanh gì? Kinh doanh về đồ dùng, tất cả các đồ dùng cho học sinh và bán nước ở cổng trường ấy ạ. À, thôi sao mình nghỉ mà mình đi làm vườn á? Dạ tại vì giấy lương nhà em rất nhiều quá, bây giờ chăm con, tại hiện tại bây giờ thì em đã ly hôn chồng rồi nên là chăm lo cho con cái nó có một mình em gánh vác nhiều việc quá, em bỏ Ừ. quên rồi. Rồi mình nói về cái cuộc ly hôn của mình đi. Mình ly hôn bao lâu rồi? Có mấy đứa con rồi chị? Hiện tại bây giờ em có 3 cháu ạ. Em ly hôn từ từ 2 năm nay rồi, từ lúc em biết là em mang bầu. Ừ.
lý do gì mình đang có em bé rồi mình dẫn đến việc là mình ly hôn vậy chị? Mới 2 năm nè. Dạ vâng, tại vì chồng em ra trưởng lắm, với lại vũ phu lắm ạ. Là chị với chồng chị cưới nhau bao nhiêu lâu? Em, hai vợ chồng em cưới nhau được 9 năm ạ. Ở với nhau được 9 năm. 9 năm, nhưng mà chồng chị là ngày xưa giờ vũ phu hay là mới đây thôi? Dạ, ngày xưa cũng vũ phu mà mới đây nói chung là gia trưởng lắm ạ. Gia trưởng từ xưa giờ luôn Vâng ạ. Với mà lại mình chịu đựng đến bây giờ thì lý do gì, cái đỉnh điểm nhất là ảnh làm cái gì chị, hay là ảnh tác động vật lý của chị nhiều quá hay như thế nào mà chị đâm đơn ly hôn? cái lý do chính là em biết em mang bầu bé nhỏ nhà em, xong là chồng em đi chơi rồi về vũ phu đánh em, xong là không quan tâm tới em nên em quyết định ly hôn. Chứ bình thường ổng có đánh chị không hay chỉ gia trưởng thôi? Bình thường là gia trưởng với lại hay ghen lắm, anh ghen lắm, thậm chí là không cắt đứt các mối quan hệ của em, điện thoại bạn bè là không cho em liên lạc với ai ạ. Rồi xong rồi chị quyết định ly hôn rồi anh có níu kéo gì không? Nói chung là anh chồng em như em nói là rất là gia trưởng, em đã quyết định ly hôn chồng cũng không níu kéo gì hết, anh nói là nếu mà quyết định chia tay thì để cho chia tay, anh cũng không níu kéo. Còn mấy đứa con của chị là trai hay gái, lớn chưa hết chưa? À bé nhỏ thì nó còn mới đây mà, chắc được tuổi mấy? Bé nhỏ nhà em là hiện tại bây giờ là được 2 tuổi, xong là bé lớn nhà em năm nay học ạ. Bé lớn học lớp mấy chị? Vậy là trai hay gái, chị có mấy trai mấy gái? Bé hiện tại em có 2 trai một gái ạ. Là bé nhỏ nhất là con gái hả? Là con trai hiện tại được 2 tuổi, một bé bây giờ đang học lớp 1, một bé học lớp 3. Rồi giờ ba mẹ con sống với nhau như vậy rồi hay là có sống với ai nữa Dạ không, hiện tại bây giờ thì sống mấy em và vợ chồng em đã quyết định ly hôn thì bọn em cũng thỏa thuận là cái việc chăm con đưa đón con thì có thể gặp nhau thường xuyên vậy, và không không cho con biết được là mình đã từng ly hôn, mình ly hôn không có liên quan gì đến nhau nữa, có nghĩa là chồng mấy em là đưa ra quyết định là ly hôn nhưng mà vẫn được phép là đưa đón là gặp con hàng ngày bình thường như vậy, xong là hai vợ chồng là ly hôn nhau, là không ở chung với nhau vậy thôi ạ. Rồi bây giờ là nhà cửa này kia là ảnh để lại cho chị hết hay là đó là bên nhà ngoại? Dạ hiện tại bây giờ nhà cửa là chung của hai vợ chồng, là anh để lại cho em, xong là dự định của em là mai mốt nếu mà có gặp được một người mà tiến tới hôn nhân ấy, thì em sẽ để lại hết tài sản trên cho con em hết ạ. Rồi ví dụ giờ con cái quá trời chảnh rồi, ví dụ như tìm được một người là cũng phải về Bình Phước ở luôn hả? Dạ cái đó là tùy phụ thuộc vào bên bạn bên kia ạ. Bản thân mình trước đi nè, mong muốn của mình ra sao nè? Mong muốn của Dạ. em mà anh có thể Có thể là ảnh về Bình Phước hả? để về được thì được, mà không về được thì cái việc mà mình đã quyết định đi đến với nhau rồi thì đó là do hai người cùng bàn bạc với nhau. Rồi ok rồi thôi, vậy bây giờ mẫu người của chị mong muốn là như thế nào? Đi vậy có đang nuôi con như chị vẫn được đúng không? Dạ vâng ạ. Em 1m65 nên em muốn mẫu người của em là cao hơn em một chút xíu ạ. Rồi mét 65 trở lên rồi, gì nữa chị? Lại đừng có gia trưởng và đừng có ghen quá, có nghĩa là cũng cũng ghen được nhưng mà ghen ở một Nhưng mà chị làm gì mà người ta ghen dữ mức vậy? Chồng chị ghen dữ vậy? thượng. Ổn Không làm, đó. đã không muốn làm một cái gì hết thì sống chăm lo cho chồng con thôi, nhưng mà ý là anh hay có cái tính ghen như vậy đấy Kiểm soát quá hả? Rồi, không gia trưởng, không ghen thì còn gì nữa không nè? biết chăm Tuổi lo cho tác, quê quán, vùng miền.
Dạ nói chung ở đâu cũng được ạ. Tuổi thì đừng có quá lớn tuổi quá. Ở đâu cũng được là tôi cho đi về Bắc được không trời? Dạ hiện tại bây giờ thì quê nhà em cũng ở ngoài Bắc mà. Nếu mà ở ngoài Bắc. Quê chị là ở đâu ngoài miền Bắc? Dạ em quê gốc của em, bố mẹ hiện tại bố mẹ em đang ở Hà Giang ngoài Bắc đấy ạ. Nói chung là quê quán anh này ở đâu cũng được, không quan trọng là quê quán của ảnh đâu. Rồi, độ tuổi thì sao chị? Độ tuổi thì tầm khoảng 40 mấy độ xuống là được. 40 mấy là 40 mấy, chị cho em cái đi nè. Mình muốn từ độ tuổi nào, từ độ tuổi nào mình có nói cho em ha. Khoảng 45 tuổi đổ xuống rồi dạ. Đổ xuống tới bao nhiêu chị? Đổ xuống thì... đã đừng có nhỏ. Rồi nghề nghiệp mình có yêu cầu gì không hay là làm nông như chị vẫn được? Dạ nghề nghiệp nói chung là nếu mà hiện tại bây giờ em cũng có thể chăm lo được cho con của em, nhưng mà nếu mà bên đó có nghề nghiệp ổn định thì càng tốt ạ. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không chị Hương? Dạ không, mà em chỉ đơn giản vậy thôi, tại vì em đã bị từng vấp ngã như vậy rồi nên em cũng không đòi hỏi yêu cầu cao lắm ạ. Rồi ở đây chỉ là cái buổi casting của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thôi ha chị ha. Thì nếu như mà có người phù hợp thì bên chương trình sẽ gọi lại cho chị. Ở này chỉ là cái vòng phỏng vấn đầu tiên thôi, mình còn được lọt vào vòng 2 không thì tụi em sẽ xem xét lại ha chị ha. Rồi em cảm ơn chị nhiều ạ.